Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 9 hôm nay đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp này sẽ tiến hành xem xét thảo luận các báo cáo tờ trình được đông đảo cử tri quan tâm. Như tờ trình về quy định cụ thể mức hỗ trợ kinh phí phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tờ trình về quy định khu vực nội thành không được phép nuôi và quyết định vùng nuôi chim yến, tờ trình về quy định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp mầm non, giáo dục phổ thông năm học 2020-2021.